chào các tình yêu của tí, các bạn có nhớ tí không? Ngày nào không gặp các bạn để chào một câu thì cái bụng tí cứ ào ào quần quận ý. Người ta vẫn nói thanh xuân như một chén trà, chào nhau một cái, hết bờ. À mà nhầm, thanh xuân như một chén trà, chào nhau một tiếng như là thêm xuân. Nhiều người cũng vì câu chào, câu hỏi ấy mà nên duyên đấy các bạn nhỉ. Có một chàng trai người Ý, một cô gái Việt Nam, họ gặp nhau, chào nhau rồi nên duyên như thế đấy. Nhưng cái khác là họ có chung tình yêu dành cho phở nữa. Phở Việt Nam thì quá là nổi tiếng rồi. Vừa yêu phở Việt, vừa yêu con gái Việt, nên chàng trai Tây đã bỏ cả thế giới phía sau để quyết định ở lại Việt Nam bất chấp những khó khăn về phong tục tập quán, ngôn ngữ và môi trường sống. Chàng trai đấy là Manuel Spontan, là một đầu bếp tài năng đến từ đất nước Italia nổi tiếng. Manuel từng là đầu bếp nhà hàng 5 sao đấy các bạn nhé. Từng đứng bếp cho nhà hàng lớn ở Mỹ, Anh, Pháp, Malaysia. Anh còn từng là người nấu ăn cho công nương Diana ở London, vua Tây Ban Nha, cùng nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng khác trên thế giới cơ. Hay da, gato về anh ấy quá đi mất. Anh được gặp toàn siêu sao thế thì không gato làm sao được. Tuy anh đẹp trai này đi nhiều nơi trên thế giới, đã thưởng thức những món ăn ngon từ những nhà hàng đẳng cấp 5 sao, ấy thế mà đến Việt Nam, anh như bị hút hồn bởi những quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Quốc hồn quốc túy của Việt Nam thì nhiều lắm, kể ra thì hết cả trang giấy cũng chưa hết cái hay, nhưng con gái Việt Nam và phở thì thế giới khen rất nhiều, nể cũng rất nhiều đấy các bạn ạ. Với thế giới, họ cực kỳ ngưỡng mộ và yêu thích con gái Việt Nam nhé. Họ không chỉ thích những cô gái tóc đen, mắt đen, da ngăm đâu, mà họ yêu thích đức tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó, bản lĩnh của con gái Việt Nam nữa đấy. Còn phở ư, cái tên đến Google còn dành tặng một ngày hàng năm để treo hình trên trang chủ. Phở của Việt Nam qua nhiều năm vẫn nằm trong top những món ăn nổi tiếng nhất thế giới. Đây là đánh giá của truyền trang ẩm thực nổi tiếng Test Arles 2022. Test Arles nhận định phở là món ăn quốc dân, thể hiện phong cách sống của người Việt Nam. Và cả thế giới đều ở lại phía sau, mọi chuyện đã thay đổi khi Manuel tới Việt Nam. Năm 2015, Manuel lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Tôi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bụng đói cồn cào và phải đi tìm thức ăn. Phở là món đầu tiên mà tôi thưởng thức. Món ăn này khiến tôi phải thốt lên rằng, quá tuyệt vời! Trong vài tháng đầu ở Việt Nam, tôi đã đi ăn phở khắp nơi trong thành phố, từ nhà hàng lớn đến quán ăn vỉa hè. Công nhận là một khi đã nghiện cái gì rồi, thì chỉ thích thứ đấy thôi. Nhớ lại phở của Hà Nội xưa, phở Tráng Hàng Than, phở Sứt, phở Nhà Thương Phủ Doãn, phở Đồng Mỹ ở phố Mới, phở Cống Vọng Kéo Xe, phở Tàu Bay ở ngã ba phố Hàm Long, mỗi hàng phở có một đặc điểm riêng. Nhưng giờ thay đổi hơn rồi, phở Ông Tây ở Sài Gòn thì lại có những cái riêng có. Thu Trang chính là bạn gái có thể níu chân và thay đổi Manuel. Cô ấy vẫn nhắc đến những ấn tượng ban đầu về anh, một ông Tây hiền lành, chịu khó và đặc biệt thích phở. Cô gái gốc Quảng Ngãi đã dành hết thời gian và tâm huyết hướng dẫn bạn trai cách nấu món ăn truyền thống này. Trang vẫn nhớ mãi, nhà bếp của Manuel chỉ có vài lọ muối, tiêu, bơ đơn giản. Lúc học nấu, anh ấy cũng choáng với hàng chục loại gia vị khác nhau. Manuel viết tên từng loại quế cây, hoa hồi, thảo quả, hạt ngò lên tấm bảng để học. Tôi còn nhớ, rất khó khăn để anh ấy có thể phân biệt được tên phở tái, nạm, gầu và gân bò. Trong căn bếp ấm cúng sực nước mùi thơm, nơi tràn đầy tình yêu cũng từ đó mà bắt đầu. Nơi anh gặp cô gái Việt xinh xinh cũng từ căn bếp ấy, ánh mắt chạm nhau, họ trò chuyện với nhau nhiều hơn về phở. Và rồi họ cũng không biết mình đã yêu nhau lúc nào. Nước phở của anh trở nên ngon hơn, ngọt hơn từ khi anh gặp Trang, một cô gái Việt tràn ngập sự ấm áp, năng lượng và tự tin. Khi tình yêu chớm nở, anh chị cũng gặp rất nhiều khó khăn với nhau về cách sống của phương Tây khác với ta. Có những lúc họ cãi nhau về cách sử dụng nguyên liệu, về cách nấu. Nhưng bỏ qua hết, nhờ có chị mà cuối cùng người làm nên hương vị phở riêng có ấy, chính là anh Tây Manuel. Anh chàng Tây đã mất rất nhiều thời gian để học cách nấu nước phở, để nhớ được tên các loại gia vị và biết cách sử dụng nó. Anh đã mất rất nhiều giấy mực để ghi đi chép lại. Trang trở thành cô giáo kiêm hướng dẫn cách sử dụng từ hoa hồi, thảo quả đến các loại gia vị, rau thơm khác ở Việt Nam. Rồi họ đến với nhau, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chung. Cô tự tay trang trí từng vách tường, đóng bản gỗ, cắm hoa. Trang về quê mang lên từng khúc tre nhỏ để treo trang trí ở trước cổng, rồi xách cả mấy chục bắp ngô treo lên tường. Cô muốn khi bước vào tiệm, khách hàng sẽ thấy được những món đồ gần gũi, thân thường nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Manuel dành nhiều thời gian ở bếp hơn, anh muốn món phở mỗi ngày đều ngon thực sự. Họ tự nhận ra rằng chuyện tình của mình không phải cổ tích, ngôn tình hay ngọt ngào, mà là hạnh phúc, thử thách, xung đột, ngang bướng, bất đồng văn hóa, suy nghĩ và ngôn ngữ. Khi hai người sống chung dưới một mái nhà, chấp nhận và tìm giải pháp sẽ được đặt lên hàng đầu. Việc từ bỏ suy nghĩ cố gắng thay đổi đối phương khiến cả hai dễ thở hơn.
Chị Trang nhìn sâu vào đôi mắt Manuel nói, như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Hai người nhìn nhau thật lâu, đủ để khách thấy đói bụng hơn đấy. Tôi đã chủ du khắp châu Á và chọn ở lại Việt Nam. Tôi có tình yêu với một cô gái người Việt, một tiệm phở nho nhỏ để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Đối với tôi, nó là một niềm hạnh phúc. Manuel đã nói như thế đấy. Ngoài thời gian dành cho Trang, thì thời gian còn lại anh dành cho căn bếp ấm cúng. Tin được không khi bạn đến quán phở ở Hồ Chí Minh, thưởng thức một tô phở nóng, ngọt dịu và luôn có những nụ cười rạng rỡ chào đón ấy, lại là người Ý. Không sai đâu nhé bạn, người đàn ông vừa thực hiện tô phở là một anh Tây, người Italia thôi, chứ không phải Ý đâu nhé. Còn chị quản lý cửa hàng đấy, chính là nóc nhà của anh ấy đấy. Có vô số thành phố trên khắp thế giới, nơi bạn có thể bắt đầu trang tiếp theo của nhật ký cuộc đời mình, và mỗi thành phố đều không giống nhau. Việt Nam là nơi tôi đến sau khi đi khắp toàn cầu, nhưng nơi đây có thể mang đến những điều tuyệt vời mà tôi không thể tìm thấy ở đâu khác. Điều đặc biệt nhất chính là Manuel Sponson yêu phở, muốn yêu phở và yêu Trang. Phở Việt như một cô gái đẹp đỏng đảnh, không dễ chịu đâu nhé. Phở hấp dẫn vì vừa cầu kỳ trong công thức nấu, nhưng vẫn đem lại cảm giác đơn giản, tào nhã. Cũng giống như một cô gái Việt ấy, vừa có sự mạnh mẽ, bản lĩnh, tràn đầy năng lượng, nhưng lại thu mình trong dáng người nhỏ xinh, không giống các cô gái Tây. Và quả ngọt đã chín, cái tên phở ống Tây dùng để chỉ món ăn chính ở quán phở của nơi tình yêu bắt đầu ấy. Alex, một chuyên gia du lịch nhận xét trên TripAdvisor, đầu bếp người Ý nấu món phở truyền thống của Việt Nam, điều đó hoàn toàn thực hiện được ở phở ống Tây. Hay Sabrina the World, một khách du lịch đến Hồ Chí Minh cũng phải thốt lên. Nếu bạn muốn ăn một món ăn Ý, đây là nơi rất phù hợp và mì ống giống như ở Ý. Đầu bếp Manuel người Ý là một bậc thầy, món ăn ngon nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chính là phở Việt Nam, quá ngon. Môi trường xung quanh đẹp, dịch vụ tuyệt vời và thân thiện. Những đứa trẻ của tôi thích nơi này, bạn phải thử nếu bạn ở Sài Gòn. Thế mới biết rằng không chỉ mình Manuel đâu nhỉ, có rất nhiều người nước ngoài đi khắp nơi rồi vẫn thích quay lại và chọn sống ở Việt Nam. Ngay cả Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam Tim Evans cũng rất thích và đã gắn bó được gần chục năm nay. Là một chuyên gia nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam, tôi không muốn chuyển đi bất cứ nơi nào khác trong giai đoạn đặc biệt hiện nay. Theo báo cáo Expat Insider 2021 được Intonation công bố vào ngày 18 tháng 5, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách những nơi sống tốt nhất trên thế giới đối với người nước ngoài trong năm 2021. Lý do họ thấy thoải mái ở Việt Nam là thường xuyên đi ăn với bạn bè, sống trong một căn hộ tốt, khí hậu trong lành, đồ ăn ngon tụt lưỡi và có cơ hội đi du lịch đến nhiều điểm du lịch đẹp khác ở Việt Nam. Đấy, thế thì còn gì bằng nữa các bạn nhỉ? Được ăn chơi là nhất rồi, tuyệt vời quá phải không các bạn? Và mọi người đều có lý do chính đáng để yêu đất nước này, muốn ở lại đây. Theo nghiên cứu của Expat Insider, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về hạng mục đất nước có mức chi phí sinh hoạt hợp lý nhất, xếp sau Bulgaria và Mexico. Với địa hình trải dài, Việt Nam là một quốc gia ven biển và biển luôn ở mọi nơi, không hề xa xôi để đi tới. Ngay cả khi bạn đang ở vùng núi của phía Bắc, bạn vẫn có thể thỏa thích bơi ở biển Hạ Long trong vòng nửa ngày. Với những cư dân sinh sống tại thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, thật tuyệt vời khi có thể dễ dàng đến bãi biển và nghỉ ngơi tại đó, thả mình tận hưởng không khí ấy tuyệt cú mèo biết bao. Irina, người Belarus, yêu thích thiên nhiên, khí hậu ấm áp, đồ ăn ngon cùng người dân thân thiện. Irina Giang đã quyết tâm định cư ở Việt Nam. Cô cũng cho biết ở đây có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Người ta vẫn thường nói rằng con đường chinh phục trái tim nhanh nhất là qua dạ dày. Thế với biết ăn một tô phở không chỉ đơn thuần để no, mà còn phải ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Thậm chí phở có như một vị thuốc giải cảm, với nhiều gia vị thật sự là thuốc và cũng là nơi bắt nguồn hạnh phúc các bạn nhỉ. Với cả thế giới bạn chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng với ai đó thì bạn là cả thế giới đấy. Bảo sao SD ăn phở xong, hôm nào tim cũng đập nhanh, người nóng bừng bừng. Hôm nào không đến ăn bà bán hàng nhắc mãi. Thật, phải công nhận là anh chị có tình yêu thật đẹp, thật nồng nàn và thật đáng trân trọng. Nếu các bạn có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh, đừng ngại đến ủng hộ anh chị ấy nhé. Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ. À, đừng quên like và chia sẻ thông tin với Tí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.